Tiếp theo mời các bạn xem phần thi bơi tiếp sức. Ở phần thi bơi tiếp sức này sẽ rất là hấp dẫn. Ở lứa tuổi 14-15. Số 3 là Cần Thơ. Số 4 Tiền Giang. Số 5 Long An. Số 2 là Đồng Tháp. Bơi tiếp sức 4 người, 4 vận động viên hơn 50m, mỗi vận động viên 50m, mỗi vận động viên là hai đường bơi. Ngồi xuống anh ơi, ngồi xuống anh ơi, ngồi xuống anh ơi. Số 3 chắc chắn là sẽ gì nhất. Đó, nửa đường hồ. Đó, nửa đường hồ. Đó, cả 25m. Ở đường bơi số 3 là rất tốt.